À đây rồi, đây rồi. Đấy rồi. Ôi, gửi chị nhé. Cái kết có hậu phết nhỉ. Bó công trời. Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với kênh của Xế Mới nha. Hôm nay là video đầu tiên của Xế Mới. Và buổi sáng cũng như thường lệ thôi, mình chuẩn bị đồ nghề để lên đường. Hoạt động mùa dịch này thì anh em hết sức an toàn nhá, giữ chú ý an toàn anh em nhá. Cồn kia các thứ là anh em chuẩn bị đầy đủ nhá. Đây này, cồn này, mình có chuẩn bị cồn đầy đủ rồi. Khẩu trang, khẩu chéo các thứ, đầy đủ hết khẩu trang nhá. Ok anh em. Máy cũng hết pin, sắp hết pin rồi. Bộ áo Grab huyền thoại. Trời ơi, mây nắng đẹp tuyệt vời luôn anh em. Trời ơi, mây nắng đẹp tuyệt vời luôn. Bước ra đường, lòng đầy niềm gọi là hào hứng. Kệ. Đi thôi. Ây giời ơi, con xe của mình nó hỏng hết rồi, chưa có thời gian để đi sửa lại đây các bạn ạ. Chạy tạm mấy hôm nữa rồi kiếm ít tiền Tết rồi đi sửa lại xe vậy nhỉ. Ok nhá. Đi thôi anh em. Let's go. Hành trình mới bắt đầu. Anh em nào trước đây đã xem video bên điều sáng của mình rồi thì anh em vào ủng hộ nhá. Tại vì mình làm video này ra chỉ mang tính chất giải trí cho anh em thôi. Tại vì công việc này thì mình làm rồi, nói chung là cũng hàng ngày thôi. Thì 50% công việc hàng ngày của mình đó là chạy ship. Còn 50% công việc là đi quay video về thả diều, về các loại diều cho anh em xem. Ok, mong anh em ủng hộ. Thấy nhỉ, 192 Tam Trinh Linh à? Hình như là con gái. Biển nó khách ở đây. Ây dạ, không nghe cô gọi miễn phí luôn. Anh phải gọi lại cô gọi thường vậy. Alo chị Linh phải không ạ? Đúng rồi. Vâng chị ơi, chị đang đứng ở chỗ 192 đường Tam Trinh ạ. Đúng rồi. Vâng vâng, giờ em đang qua đón chị nhá. Vâng, chào chị ạ. Ây da, nghe giọng cũng không hiền lắm đâu các bạn ạ. Đây phải quay ngược lại đường lúc đấy. Đây em đi 15 Trần Quốc Toản cơ. Không phải đâu. Người đàn là Linh à? Ừ đúng rồi. Ờ, cửa anh nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Chị Quốc Toản. Đến nhá. Trần Quốc Toản. Anh quay về chị đấy. Mình làm vlog bạn ạ. À, anh kênh là gì ạ? Huy Bình vlog. Wow. Mình trước là mình chuyên làm về diều sáo ấy. Đây là video. Đúng rồi, diều sáo, diều to ấy. Nhưng mà video này mà gọi là mới làm về hành trình này thôi này. Hôm nay là video đầu tiên đấy. Đây cũng là một vlogger. Vlogger. Kênh mình sắp rồi à? Kênh mình được hơn 2.000 rồi. 20.000 à? Hơn 2.000 thôi. Hơn 2.000 à? Cũng được rồi. Em làm về bóng đá. Cũng được bật kiếm tiền rồi, kênh mình bật kiếm tiền rồi mà. Em có hai kênh. Một kênh là làm về bóng đá, một kênh em làm về ẩm thực. Kênh bóng đá em được gần 300k sắp rồi. Thế là ngon rồi. Còn kênh ẩm thực em được gần 100k sắp rồi. Em cho anh xin sống rồi. Ok. Mình vừa hoàn thành một cuốc xe Grab Bike các bạn ạ.
Vừa rồi thì thấy ở trên thì có bạn nữ đặt đấy, nhưng mà đến nơi thì là một bạn nam. Sự rất là trùng hợp thôi, bạn ấy cũng làm YouTuber và cái kênh của bạn ấy bây giờ cũng có 2 kênh và mỗi một kênh là được mấy trăm nghìn rồi. Anh em cũng đã xin số nhau để giao lưu và cũng nhờ bạn ấy kéo kênh lên hộ. Đúng là một cuộc xe may mắn. Cuộc thứ hai đã hoàn thành rồi. Wow. Đi đường thế này thì bút rất là mắt anh em. Quả mông dễ thương. Em chưa 18. Chết cả ông. Mãi đi là quên bố hết đường rồi giờ. Mãi đi theo quên hết đường. Thôi, xin lỗi thôi. Chả hiểu sao mình rất thích con gái mặc zip mặc váy các bạn ạ. Cái món này như là anh em ông nào cũng thế thì sao, sở thích chung hay sao ấy nhỉ? Xong rồi đúng không anh? Bao giờ nghỉ tên anh? Em á, à, em chạy full đến gần Tết luôn. Full Tết luôn, thế thì để đâu hết tiền anh? Đó, cứ mong kiếm đủ ăn hàng ngày đã. Đéo tin. Cám hành trên. không đam mê xe thì không biết. Đó. Chị người ta trả lời rồi gì đấy đúng không anh? Em đúng rồi, trả lời trần rồi, đúng rồi đấy. Trả lời nhé. Thích thế đấy. Thế rồi, em cảm ơn nhé. Này người đó còn giờ 15 hay là còn giờ 3 đi phía trước đây ạ. Ây da. Alo chị ơi, chị ở số ngõ Nguyễn Khang phải không ạ? Vâng ạ, giờ em đang qua chỗ chị nhá. Vâng ạ, một lúc nữa em điện chị xuống lấy á. Chào chị ạ. Đi thôi anh em. Nguyễn Khang là phải đi về bên kia đường rồi. Đây rồi, chị xuống đây rồi. Xem là của chị bao tiền ạ? Của chị là 113.000. Dạ vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn bạn nhé. Dạ vâng, chào chị. Ok. Ây da, lại được chị khách này bo 7.000. Wow. Được đấy. Ok, chị xinh gái. Ôi trời ơi anh em ơi, cuối cuối này chán vãi cả đái. Dính là hay là Goofy à. Chán ghê gớm này. Có hai lần Goofy này đẩy đồ quá. Sợ kinh luôn. Đồ này bây giờ là gần như là phải xách thôi các bạn ạ. Không cho vào đâu được đâu, phải xách tay luôn đấy. Nên là mình sợ lắm. Trời ơi, có 12 quốc dự kiến bên kia. Bây giờ là cứ đi vào ngõ đã, xong bắt đầu điện cho khách xuống lấy. Mình là mình sợ nhất là bên Highland Coffee. Lấy đồ khổ lắm các bạn ạ. Chở đồ quá sợ luôn. Đồ ở đây nó nắp đồ nó không được chặt đâu. Bên các tài xế đến lấy đồ sợ lắm. Này mà đơn nào mà nhiều cốc là như cái đơn này của mình này. Chạy xa là thôi, là chắc là mình bỏ luôn, mình không chạy đâu. Nhưng bây giờ thấy gần thì mình thôi cố gắng đi nó cuối. À, đến nơi đó mình điện cho độ điện cho khách cái này. Số 30 đến 32. Alo ạ, chị ơi, chị địa chỉ của mình là ở chỗ 3032, chỗ ngõ 12 đúng không nhỉ? Có hai cái tòa to đúng không? Vâng, chị xuống lấy đồ. Em đang bên dưới đây. Vâng. Ok, đồ bên này nhá. Đồ bên này cho nó
Quốc này là quốc GrabPay, không phải thanh toán. Ok. Đúng quốc quế hai lần quốc phi. Xách các bạn biết không? Xách một đống này đi nhá. Cái này mà đi đường dài thì thôi vỡ mặt luôn đấy. Không có nói chuyện đâu các bạn ạ. Ô, vẫn không thấy khách xuống này các bạn. À đây rồi, đây rồi. Đấy rồi. Ôi, gửi chị nhá. Cảm ơn. Cái kết của hậu phết nhỉ. Bóng không chờ. Thôi đi, anh em đi về rồi. Ok, video này tạm dừng nữa anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Ngày hôm nay làm việc như này là ok rồi đấy. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Nhớ vào đăng ký kênh giúp mình nhá. Mình đang phát triển với nội dung mới như này, mong anh em ủng hộ. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào cái biểu tượng chuông ở bên dưới là để nhận được video mới nhất của mình nhá. Ôi, xin cảm ơn anh em. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.